Điện máy Yên Phát dùng khuyến mãi cực đã chào đón tháng 7. Giảm ngay 1 triệu đồng khi mua tháp giải nhiệt Kumisai từ 30 triệu trở lên. Giảm 20% dây cao áp khi mua cùng máy rửa xe cao áp bất kỳ. Ngập tràn quà tặng siêu hot tháng 7, cứ mua là có quà. Giảm ngay 500.000 đồng khi mua máy đánh giày 6 chổi cao cấp Kumisai K6 Plus. Giá sau giảm chỉ còn 6 triệu đồng, tặng thêm phi đánh giày cao cấp. Nhân đôi sức mạnh trà rửa bằng combo thiết bị vệ sinh công nghiệp. Khi mua máy trà sàn đơn và máy hút bụi, tặng ngay bát trà bóng và bàn hút bụi hoặc bàn hút nước. Sở hữu ngay và quà tặng siêu khủng gồm dây hơi 9m, đầu nối nhanh chia 3 và súng xì khí cho các đơn hàng mua máy nén khí đến từ thương hiệu Puma từ 3 mã lực trở lên. Mua combo máy phun hút giặt thảm và máy sấy thảm, tặng ngay một đầu hút sofa siêu tiện lợi. Khuyến mãi siêu hời, tặng ngay hóa chất trà sàn 5 lít và bát đánh bóng khi mua máy trà sàn liên hợp. Chương trình áp dụng từ ngày 1 tháng 7 đến hết 31 tháng 7 năm 2022. Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày, bảo hành 12 tháng. Truy cập website yenphat.vn hoặc gọi điện trực tiếp tới số hotline 0912 370 282 để được tư vấn chi tiết. Yên Phát, vững thương hiệu, chọn niềm tin.